Bây giờ trên tay tôi đang là đạo cụ của trò chơi thứ hai được mang tên cặp má nhạy bén. Thì bây giờ hai đội sẽ tù si để xem sẽ chọn cái mà mình sẽ kẹp vào má là cái vật gì. Một là tờ giấy, hai là bóng bay. Xin mời. 1, 2, 3. Lần này em hơn anh rồi. Thì đội thắng sẽ xin được mời chọn đồ vật của mình sẽ kẹp lên má. À, bây giờ có màu đỏ, màu cam. Em thích màu đỏ. À thôi, lấy màu đỏ luôn. Vâng, xin mời. Mời mọi người mở ra. Bóng bay. Yeah. Bóng bay nó chậm hơn. Bóng bay rất là dễ, đúng rồi, bóng bay chậm hơn. Bên này sẽ được giày đúng không ạ? Vâng. Và luật chơi như sau, từng thành viên của hai đội sẽ chơi luân phiên. Nhiệm vụ sẽ dùng má để kẹp những quả bóng hoặc là những tờ giấy để mà di chuyển tới đích, nơi để sẵn những cái hộp để mà đựng vào. Người nào mà đựng nhiều hơn thì sẽ chiến thắng. Rất easy đúng không ạ? Dạ. Vâng, vậy thì vừa rồi là đội vàng chơi trước đúng không? Yeah. Vậy thì chắc là bây giờ trò chơi thứ hai, xin mời đội xanh lá cây chơi trước ạ. Yeah. Yeah. Vâng, thì bây giờ ai sẽ là người thả giấy và ai sẽ là người kẹp ạ? Thì nghĩ chắc cho anh Tài thả giấy đi. Ok, bởi vì nếu chiều cao nó sẽ không đúng rồi, ngồi nó không có đều đúng không? Trò chơi của đội xanh lá cây thì được phép bắt đầu. Bây giờ nha, anh chị nào thả anh kêu 1, 2, 3 nha. 3, 2, 1, 1. Có vẻ thuận lợi. Có vẻ thuận lợi. Có vẻ thuận lợi. Nhưng mà phải chơi nước rút với hết thời gian rồi. 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1. Yeah, yes. Không nè, không nè. Thời gian tôi đang chạy em mọi người. 3, 2, 1. Yes. Ủa, có chưa? Có chưa? 3, 2, 1. Yes. 2. Wow. Cái quả bóng bay mà mình anh nghĩ cái quả bóng bay phải là nhẹ nhẹ thôi. Đúng rồi. 3, 2, 1. Wow. Dớt dớt rồi, dớt rồi, dớt rồi. Cao này, cao hơn. Để cao lên nha anh nha. Mấy chị đấy cũng phải cao lên rồi. Cao lên anh ơi. 3, 2, 1. Yes. Cái này giống như là có tập luyện từ trước đó ha. Hôm nay anh chơi gì cũng giỏi. Ừ. Để lại 3, 2, 1. Ngồi chơi hả? Cháy dễ lắm mọi người, cũng bay mấy khó mọi người. Đúng rồi. Ok, thôi chúng ta cùng để cao hơn nữa nào. Cao hơn nữa đúng không? Đúng rồi. 3, 2, 1. Ai? Không có gì làm khó được năng vượng của chúng ta hết mọi người ạ. 3, 2, 1. Anh nhìn, nhìn lại đây. À, đau quá. 3, 2, 1, 1. Thôi, nghe cốt đúng không? Nghe cốt đúng không? 3, 2, 1. May thế, thảo 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 thảo. May thảo lệ. Cái này cảnh trở đường đi nào. Rồi, đâu. 3, 2, 1. Rồi, xin mời. 3, 2, 1. Chết rồi. 5, 4. Rồi thắng rồi mọi người, không có chơi nữa. 2, 1. Xin chúc mừng đội tên là cây ạ. Chị đếm nha. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9. 10, 12. Ok. Vậy là đội tên là cây đã có 12 chiếc giấy. Vậy thì để xem đội vàng có áp lực không. Vâng, 3 phút để cho đội vàng sẽ được phép. Bắt đầu. 3, 2, 1. Quá. Wow. Wow, hay quá nhờ. Nhẹ thôi, không là sẽ nổ ấy. Lần chơi. 1, 2. Đó, bởi vì biết không, bóng nó xuống nó sẽ rơi. Hai người này là rất đều chứ. Bay hay để cao đây nào. Rồi, 1. Bay này. 2. Bắt. Rồi, 1. 2. Đúng rồi. Đúng rồi. Em cắt mớ tóc đi Thiên. Đúng rồi. Bước đầu có vẻ thuận lợi ha. Không thuận lợi anh ấy dừng đi rớt mấy cái. Đó. 1, 2, 3. 1, 2. Quẹo. Hai anh em xin đôi. 1, 2, 3. Đúng rồi. Có xuất sắc. 1, 2, 3. Nào, chạm phải chạm mạnh là mình mới giữ được. Đúng rồi đấy, chạm mạnh là mình giữ được. Mình đếm tempo đi, 110 đi. Ok, 1, 2, 3. Ôi dạ, 1, 2. Nó nhỏ lại là 2. 1, 2. Đúng rồi. Được tính luôn hả? Không ngờ có sự giúp sức của vai. 1, 2, 3.
Đúng rồi. Đây, cái này cái nó hơi may à. Đây, đây, cái này nó hơi nguy hiểm nha. U. 1 2 3. Thời gian nó chạy rồi. 1 2 3. Chặt máy vào nhau nha. Ấn sát vô. 1 2 3. Đúng rồi. Thầy quay hàng không? Ui. 1 2 3. Đúng rồi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Như định mệnh mọi người ạ, có 12 trái bóng và 12 trái giấy của hai đội. Vòng này chúng ta sẽ qua. Nguyên số hòa luôn rồi. Nguyên số hòa luôn rồi.